Cô xin chào các em. Sau khi mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết nội dung trong chương 1 và chương 2, thì đây cũng là cột mốc đánh dấu hết chặng đường học kỳ 1 và cho chúng ta biết học kỳ 2 đã bắt đầu. Trong nội dung của học kỳ 2 này, thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu hai chương tiếp theo trong sách giáo khoa, gồm chương 3, trang phục và thời trang, chương 4, đồ dùng điện trong gia đình. Ở tiết trước thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu nội dung đầu tiên trong chương 3, đó chính là bài số 6, các loại vải thường dùng trong may mặc. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ hai trong chương 3, đó chính là bài 7, trang phục. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, thì các em hãy suy nghĩ và cho cô biết vì sao người ta nói người đẹp vì lụa. Các em cũng có thể quan sát thực tiễn trong cuộc sống xung quanh mình và các em cũng nhìn thấy được trang phục là một người bạn đồng hành gắn bó với chúng ta. Chúng không chỉ bảo vệ cơ thể chúng ta tránh khỏi những tác nhân bên ngoài như là vào thời tiết lạnh giúp chúng ta sưởi ấm, hoặc vào thời tiết nắng nóng thì sẽ giúp cho chúng ta mát hơn khi mà chúng ta mặc những bộ trang phục thoải mái. Mà trang phục còn thể hiện nhu cầu thẩm mỹ của mỗi cá nhân. Và từ đó thì nhiều khi mà muốn đánh giá tính cách của một con người, chúng ta có thể nhìn qua cách ăn mặc, thái độ đi đứng, cách nói năng và giao tiếp, thì chúng ta có thể nhận xét cũng như đánh giá tính cách của con người thông qua những bộ trang phục mà họ mặc trên người. Để hiểu rõ hơn về vấn đề đó, thì hôm nay cô và các em sẽ đi vào phần 1 nhỏ, trang phục và vai trò của trang phục. Đầu tiên, để hiểu rõ hơn trang phục và vai trò, thì các em hãy hoàn thành cho cô phiếu học tập số 1. Trong phiếu học tập số 1 này sẽ có 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, các em hãy quan sát hình 7.1 trong sách học sinh và liệt kê cho cô những vật dụng mà các người mẫu mặc và mang trên người. Câu hỏi thứ 2, các em hãy kể thêm những vật dụng thường mặc và mang trên người trong những hoàn cảnh khác nhau. Đến với câu hỏi thứ 3, quan sát hình ảnh 7.2 trong sách học sinh và trả lời cho cô biết câu hỏi tác dụng của trang phục trong mỗi hình ảnh trên. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. Kể tên những vật dụng mà người mẫu nam đang mặc và mang trên người. Thì các em có thể quan sát trên hình 7.1 và thấy được người mẫu nam của chúng ta đang khoác một chiếc áo sơ mi có màu xanh dương. Đi kèm với chiếc áo sơ mi có màu xanh dương sẽ kết hợp với một chiếc quần tây đen. Thêm vào đó, để làm điểm nhấn cho bộ trang phục, thì người mẫu nam của chúng ta còn có một thắt lưng màu nâu, đi kèm với thắt lưng màu nâu cho nó đồng bộ thì sẽ là một đôi giày tây màu nâu. Để tạo thêm phần thanh lịch cho bộ trang phục, thì người mẫu nam của chúng ta còn kết hợp thêm phụ kiện như cà vạt và đồng hồ. Như các em có thể nhìn trên hình và thấy được, đây là một bộ đồ phù hợp cho khi mà chúng ta đi làm trong môi trường công sở. Tương tự đó, các em có thể quan sát hình ảnh 7.1 và thấy người mẫu nữ của chúng ta đang mặc trên mình một bộ trang phục dân tộc của người Hơ Mông. Trong bộ dân tộc này thì sẽ gồm một chiếc áo và một chiếc váy. Gam màu chủ đạo sẽ là màu đen. Để cho bộ trang phục thêm lấp lánh, thì các em có thể nhìn thấy trên bộ trang phục còn đính những hạt cườm để cho bộ trang phục của chúng ta thêm bắt mắt và xinh xắn. Ngoài bộ trang phục mà người mẫu nữ mặc thì còn kết hợp với một số phụ kiện đi kèm như dù màu đỏ, một chiếc mũ mèo màu đỏ đính xung quanh chiếc mũ đó là những hạt cườm lấp lánh và xinh xắn. Các em có thể quan sát dưới chân người mẫu. Đây là một chiếc xà cạp quấn ngang
bắp đùi chân nhằm mục đích tạo cho người xem, người nhìn thấy một thân hình thon gọn. Ngoài công dụng làm đẹp cho cơ thể ra, thì chiếc xà cạp này còn giúp cho người mẫu tránh được những côn trùng cắn và có thể chống chọi được những ngày đông giá rét ở vùng núi Tây Bắc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong phiếu học tập số 1. Kể tên những vật dụng mà các em mang mặc trong những hoàn cảnh khác nhau. Thì để hiểu rõ hơn vấn đề cho câu hỏi này, thì cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh. Thì như các em có thể thấy trên hình ảnh, thì đây là một số loại trang phục phù hợp trong những hoàn cảnh nào. Đối với hình đầu tiên là hình A, các em có thể quan sát được một cậu bé và cô bé đang mặc trên mình những chiếc áo tay dài kèm theo những chiếc áo khoác dày và đi kèm với đó là những quần jean, quần dài. Kết hợp với các phụ kiện trang phục đó sẽ là một số phụ kiện như mũ, khăn quàng. Nhằm mục đích của bộ trang phục này, các em có thể thấy được là giúp cho cơ thể chúng ta ấm áp hơn, sưởi ấm vào những ngày đông giá rét. Đây là bộ trang phục phù hợp cho khi mà chúng ta mặc vào mùa đông. Còn đến với bộ trang phục thứ hai thì các em có thể thấy được đây là một đồng phục học sinh dành cho chúng ta mặc khi mà chúng ta đến trường đi học. Tiếp theo, đây là một bộ trang phục bảo hộ lao động được sử dụng trong quá trình mà chúng ta đi làm, trong quá trình mà chúng ta làm công việc nhằm bảo vệ cho chúng ta. Tương tự đó, các em có thể nhìn hai hình cuối cùng thì các em có thể thấy được đây là một bộ trang phục phù hợp cho môi trường khi mà các em đi làm hoặc các em đi chơi, đi uống nước với bạn bè đều phù hợp. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 3 trong phiếu học tập số 1. Như hình các em thấy trên slide thì các em cũng thấy được đây là một hình trang phục mà chúng ta dành cho việc chúng ta đi vào những ngày mưa. Ngoài ra, khi các em đang vận chuyển bằng xe máy thì cũng sẽ có trang phục đi mưa như là mặc áo mưa. Tương tự đó, hình thứ hai trong sách giáo khoa thì các em có thể thấy được đây là một trang phục chống nắng, hay nói cách khác là trang phục khi mà chúng ta đi vào những buổi trưa trời nắng nóng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào hình ảnh thứ 3 trong hình 7.2. Như trên hình các em cũng có thể thấy được, đây là một bộ trang phục giúp giữ ấm cho cơ thể, gồm áo ấm, khăn quàng cổ, găng tay, mũ len, giày, v.v. Tương tự đó, chúng ta đi vào hình số 4. Trên hình số 4, các em có thể thấy được đây là trang phục ngày Tết, hay nói cách khác, đây là trang phục dành cho những ngày lễ hội. Chúng ta có thể mặc đi chúc Tết hoặc mặc đi chụp hình, v.v. Tóm lại, trong phần 1, trang phục và vai trò, thì các em cần lưu ý cho cô hai ý chính. Ý đầu tiên đó chính là khái niệm của trang phục. Trang phục là các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như mũ, mũ hay có tên gọi khác là nón, giày, tất, tất có tên gọi khác là vớ, khăn choàng, v.v. Và trong tất cả những vật liệu mà cô nói trên, thì quần áo là vật dụng quan trọng nhất và cần thiết nhất. Đến với yếu tố thứ hai các em cần nhớ và lưu ý, đó chính là phần vai trò của trang phục. Trong phần vai trò này, các em sẽ nhớ hai ý. Ý đầu tiên, trang phục sẽ giúp chúng ta bảo vệ cơ thể, chống lại những tác nhân của môi trường như những thời tiết nắng nóng, thời tiết giá lạnh. Ý thứ hai là làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. Khi các em khoác lên mình những bộ trang phục phù hợp với cơ thể, phù hợp với vóc dáng của chúng ta, thì sẽ tôn lên vẻ đẹp cơ thể của chúng ta cũng như giúp chúng ta đẹp hơn trong mắt mọi người và tạo được thiện cảm trong mắt mọi người đến với chúng ta.
Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu xong trang phục là gì và vai trò của trang phục như thế nào với chúng ta, thì các em sẽ đi vào phần 2, các loại trang phục. Trong phần 2 này, các em hãy cho cô biết các trang phục trên đây được sử dụng trong hoàn cảnh nào. Như các em có thể thấy hình số 1, đây là trang phục đồng phục học sinh, thì sẽ phù hợp trong hoàn cảnh như là chúng ta đi học chính quy hoặc khi mà chúng ta đi học thêm. Còn đến với hình ảnh số 2, đây là một trang phục phù hợp khi mà chúng ta đi dự tiệc hay chúng ta đi chơi với bạn bè, đi ăn uống, đi xem phim, v.v. Đến với hình ảnh số 3, thì đây là một bộ trang phục tương đối phù hợp với trong môi trường công sở hoặc là môi trường văn phòng khi chúng ta đi làm. Như hình số 4 là tương đối dễ. Đây là một bộ trang phục thể thao dành cho chúng ta khi mà chơi những trò chơi vận động như đá banh, bóng đá, cầu lông, tennis, v.v. Ngoài những trang phục mà cô nói trên thì các em hãy kể thêm cho cô những loại trang phục khác mà em biết. Ở slide trước thì cô đã có kể cho các em một số loại trang phục rồi. Thì ở slide này cô sẽ nhắc lại những loại trang phục đó. Trang phục đầu tiên đó chính là trang phục bảo hộ. Khi mà chúng ta là tham gia làm việc thì chúng ta sẽ mặc trang phục bảo hộ do công ty hoặc nơi của chúng ta làm việc phân phát nhằm mục đích bảo vệ cho chúng ta an toàn trong quá trình mà chúng ta lao động. Đến với hình ảnh thứ hai, đây là trang phục dành cho những ngày đông giá rét hoặc dành cho những ngày mà thời tiết tương đối lạnh thì các em có thể sử dụng những trang phục này nhằm mục đích giữ ấm cho cơ thể của chúng ta. Còn đến với hình thứ ba, đây là trang phục truyền thống hay còn nói cách khác là trang phục lễ hội, trang phục cho ngày Tết. Các em có thể mặc vào những dịp lễ, dịp Tết hoặc những dịp đám cưới hoặc đính hôn, v.v. Đến với trang phục cuối cùng, đây là trang phục mùa hè. Như các em có thể thấy trên hình, bộ trang phục tương đối mát mẻ. Vì khi chúng ta mặc vào những mùa nắng nóng thì sẽ giúp cơ thể chúng ta thoải mái hơn, dễ chịu hơn và dễ dàng vận động hơn. Như cô đã nói thì trang phục của chúng ta rất đa dạng và phong phú về kiểu dáng cũng như chất lượng. Thì tùy theo tính cách và sở thích của mỗi cá nhân thì các em sẽ có các cách phân loại trang phục khác nhau. Thì sau đây sẽ là 4 cách phân loại cơ bản mà các em hay bắt gặp nhất. Phân loại đầu tiên đó chính là phân loại theo thời tiết. Trong phân loại trang phục theo thời tiết này sẽ có 3 loại trang phục mà các em cần nhớ. Trang phục đầu tiên đó là trang phục mùa hè, là dành cho những ngày nắng nóng. Trang phục phải tương đối thoải mái, mát mẻ để cho người mặc dễ dàng vận động. Và các em lưu ý khi mà chúng ta chọn chất liệu vải cho trang phục mùa hè thì chúng ta nên chọn những loại vải có thành phần từ tự nhiên như cotton sẽ giúp cho chúng ta thấm hút mồ hôi tốt và chúng ta sẽ mặc thoáng mát hơn, không có cảm giác bí. Tiếp theo đó là trang phục mùa đông. Trang phục mùa đông sẽ dành cho những ngày lạnh, giá rét. Thì đối với trang phục này thì các em lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn trang phục thì chúng ta sẽ sử dụng những chất loại vải như là vải tổng hợp, những chất loại vải dày giúp cho chúng ta có thể giữ ấm được cơ thể của chúng ta, không bị lạnh, dẫn đến sức khỏe của chúng ta có thể tốt hơn, không dễ bị nhiễm những bệnh cảm lạnh. Trang phục thứ ba đó là trang phục mùa thu. Trong trang phục này thì tương đối thoải mái, các em sẽ sử dụng những trang phục nhẹ nhàng, không quá dày cũng không quá mỏng. Và đặc biệt các em phải lưu ý trang phục mà chúng ta chọn phải thoải mái để cho khi mà chúng ta vận chuyển hay khi chúng ta di chuyển, vận động thì sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phân loại thứ hai trong trang phục. Đó là phân loại theo công dụng.
Theo công dụng thì có rất nhiều, theo công dụng theo tùy tiêu chí cũng như là tùy thang điểm nhu cầu của mọi người thì trang phục sẽ phân theo công dụng khác nhau. Thì sau đây cô sẽ có ít nhất 4 công dụng như sau. Công dụng đầu tiên đó là đồng phục. Đồng phục các em sẽ bắt gặp trong những như môi trường các em đi học hoặc môi trường các em đi làm. Trong môi trường đi làm thì sẽ có một số công ty sẽ phát đồng phục cho các em. Thì các em sẽ tuân theo điều đó và các em phải mặc đồng phục trong quá trình các em đi làm cũng như trong quá trình mà các em đi học. Còn đối với bạn bè thì một số nhóm sẽ tạo ra một cái nhóm riêng và sẽ in những cái chiếc áo hoặc mua những chiếc áo đồng bộ giống nhau. Thì đây cũng được gọi là đồng phục để mặc theo nhóm. Tiếp theo đây là trang phục thường ngày thì các em có thể bắt gặp ở chính gia đình mình cũng như các em hay mặc nhất trong những ngày thường khi mà các em không đi học. Các em chỉ ở nhà xem tivi, ăn uống vui vẻ với gia đình thì các em sẽ diện những bộ trang phục thường ngày đó. Những bộ trang phục này sẽ tương đối thoải mái, dễ chịu đối với các em. Tiếp theo đó là trang phục lễ hội, là những trang phục dành cho các em khi đi chơi những dịp lễ như dịp Tết hoặc những dịp lễ của gia đình mình, lễ kỷ niệm, lễ sinh nhật, vân vân. Thì các em sẽ lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với địa điểm cũng như là cái lễ hội mà chúng ta tham dự. Công dụng thứ hai đó chính là trang phục thể thao. Đối với trang phục thể thao thì các em phải lưu ý thì chúng ta nên chọn những chất liệu vải từ cô tông. Thì như vậy sẽ thấm mồ hôi tương đối dễ dàng và những bộ trang phục này cũng tương đối thoải mái để cho chúng ta khi mà vận động được dễ dàng hơn và linh hoạt hơn, thoải mái hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cách phân loại thứ ba trong trang phục, đó chính là phân loại theo lứa tuổi. Trong phân loại theo lứa tuổi này, người ta sẽ chia ra là trang phục cho trẻ em. Trang phục cho trẻ em sẽ bao gồm luôn trang phục cho trẻ sơ sinh, do đó các em cần lưu ý điều này. Đối với trang phục trẻ sơ sinh và trẻ em thì chúng ta nên lựa chọn những trang phục bắt mắt, đẹp mắt. Các em nên hạn chế những màu tối như những gam màu đen hoặc những gam màu tím đậm hoặc những gam màu xanh đậm. Thì như vậy khi chúng ta mặc lên người thì nó sẽ làm cho chúng ta hạn chế được vẻ hồn nhiên và tươi sáng của chúng ta hơn. Tiếp theo đây là trang phục thiếu niên, hay còn gọi cách khác là trang phục của thanh thiếu niên nói chung. Thì đối với độ tuổi này thì là một độ tuổi khi các em đã phát triển theo độ tuổi dậy thì các em sẽ có xu hướng trang phục theo cá nhân, sở thích của mình. Thì các em chỉ cần lựa chọn theo ý muốn, sở thích của mình, cộng vào đó vóc dáng của mình là được. Do đó trong trang phục thanh thiếu niên thì rất là đa dạng và phong phú. Trang phục thứ ba theo lứa tuổi đó là trang phục dành cho người lớn tuổi. Trong trang phục cho người lớn tuổi này thì tùy theo vóc dáng cũng như ngoại hình mà các em sẽ chọn những trang phục cũng như những gam màu khác nhau. Nhưng mà các em lưu ý đối với trang phục của người lớn tuổi thì thông thường sẽ hạn chế sử dụng những màu sắc tươi sáng, bắt mắt mà thay vào đó sẽ là những gam màu dịu dàng, những gam màu trung tính. Đến phân loại cuối cùng đó là phân loại theo giới tính. Chúng ta sẽ có trang phục nam và trang phục nữ. Do đó tùy theo giới tính của mình thì các em sẽ lựa chọn trang phục sao cho phù hợp nhất. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về khái niệm của trang phục và vai trò của trang phục cũng như cách phân loại trang phục thì sau đây các em sẽ đi vào tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba, đó chính là lựa chọn trang phục. Trước khi đi vào cách lựa chọn trang phục thì các em hãy cho cô biết kể tên một số vóc dáng phổ biến mà em biết hiện nay. Thì như các em có thể quan sát thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta thì các em sẽ bắt gặp 5 vóc dáng cơ bản như sau. Vóc dáng đầu tiên đó là vóc dáng bạn cao nhưng gầy. Thứ hai đó là bạn có chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình khá là mũm mĩm. Vóc dáng thứ ba là vóc dáng
tương đối hài hòa, một dạng cân đối. Một dạng thứ tư là chiều cao khiêm tốn, nhưng đi kèm theo đó là cân nặng cũng khiêm tốn. Đến với vóc dáng cuối cùng là cao nhưng có cơ xương to. Thì đây là năm vóc dáng cơ bản mà các em hay bắt gặp nhất hiện nay. Thì từ đó chúng ta sẽ đi vào, dựa vào năm vóc dáng cô vừa nêu trên, thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên trong lựa chọn trang phục, đó chính là chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể. Các em có thể quan sát hình 704 sách giáo khoa và nhận xét gì về vóc dáng của người mặc khi sử dụng trang phục có cùng kiểu may nhưng khác về màu sắc và hoa văn. Thì như các em có thể quan sát trên hình và thấy được, khi mà chúng ta mặc những bộ trang phục có gam màu sáng và những cái hoa văn sọc ngang thì sẽ cho chúng ta, người đối diện của chúng ta cũng như người mặc có cảm giác như chúng ta tròn hơn, mịn mịn hơn so với chúng ta chọn những bộ trang phục có những gam màu tối và những kiểu hoa văn sọc dọc. Do đó, để hiểu rõ hơn về vấn đề đó thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và hoàn thành cho cô phiếu học tập số 2. Trong phiếu học tập số 2 này sẽ có các nội dung như sau. Đầu tiên sẽ là các chi tiết của vải. Trong phần chi tiết của vải, các em sẽ kể cho cô về phần màu sắc, hoa văn và chất liệu của vải như thế nào. Thì đối với những chi tiết đó, thì theo em, khi mà chúng ta muốn tạo cảm giác thon, gầy và cao lên, thì chúng ta sẽ sử dụng những chi tiết của vải như thế nào? Và ngược lại, khi mà chúng ta muốn tạo cảm giác tròn đầy và thấp xuống thì chúng ta sẽ chọn những chi tiết của vải như thế nào? Đối với phiếu học tập số 2 này, các em có thể liên hệ thực tế trong cách ăn mặc của mình hoặc các em có thể quan sát từ người thân bạn bè của mình mà các em có thể thấy được. Đầu tiên, khi mà chúng ta muốn có cảm giác thon, gọn và cao lên thì đối với màu sắc chúng ta chọn đó chính là những gam màu đậm như màu xanh lá đậm, màu tím đậm hoặc màu đen, vân vân. Tiếp theo, đối với hoa văn mà để cho chúng ta cảm giác thon, gọn và cao lên thì các em sẽ chọn cho cô những kiểu hoa văn như là sọc dọc, hoa văn dạng sọc dọc, hoa nhỏ, vân vân. Còn đối với chất liệu vải thì các em nên chọn cho cô những loại vải trơn, phẳng hoặc mờ đục. Còn khi mà chúng ta muốn tạo lên cảm giác tròn hơn và thấp xuống thì chúng ta sẽ chọn những yếu tố hoàn toàn ngược lại. Đó chính là gam màu nhạt, như là màu hồng nhạt, màu vàng nhạt, màu xanh dương nhạt, vân vân. Còn đối với hoa văn thì chúng ta sẽ chọn những loại hoa văn như kẻ sọc ngang, hoa văn dạng sọc ngang, hoa to, vân vân. Còn đối với chất liệu vải thì sẽ là những chất liệu vải bóng láng, thô, xốp. Những vận dụng này các em có thể vận dụng vào áp dụng trong khi mà chúng ta mặc những trang phục để chúng ta tham dự đi chơi hoặc chúng ta tham dự những lễ hội, thì các em có thể dựa trên những hướng dẫn mà cô nêu ra để chọn những cho mình phù hợp với vóc dáng của mình nhất. Ngoài ra, đây là một số kiểu trang phục phù hợp. Như các em có thể thấy, một bên là trang phục khi mà chúng ta phối những trang phục có gam màu sáng thì sẽ làm cho chúng ta tròn hơn và thấp xuống. Khi mà chúng ta chọn những gam màu ngược lại, gam màu tối thì sẽ làm cho chúng ta có cảm giác cao lên và thon gọn. Hình kế bên cũng tương tự, do chúng ta chọn gam màu không phù hợp, do đó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới vóc dáng cũng như vẻ đẹp của chúng ta. Còn đây là khi mà chúng ta phối những kiểu trang phục không phù hợp với vóc dáng cơ thể của chúng ta. Thì các em hãy
Cho cô biết nhận xét về vóc dáng của người mẫu khi mà mặc và sử dụng những trang phục có cùng gam màu nhưng khác nhau về kiểu may. Thì như các em có thể thấy được, khi mà chúng ta có những kiểu trang phục phù hợp với cơ thể chúng ta, nhưng kiểu may chúng ta lựa chọn không phù hợp cũng sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta không được tôn lên vẻ đẹp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì các em hãy hoàn thành cho cô phiếu học tập số 3 để biết được tại sao kiểu may lại ảnh hưởng đến vóc dáng của cơ thể chúng ta khi mà chúng ta mặc trang phục trên người. Trong phiếu học tập số 3 này sẽ có hai ý mà các em cần lưu ý. Đầu tiên, trong chi tiết kiểu may thì các em sẽ lưu ý về phần đường nét. Thứ hai là lưu ý về phần kiểu may. Các em sẽ chọn cho mình đường nét và kiểu may như thế nào để tạo cảm giác thon gọn và cao lên. Ngược lại, các em sẽ chọn đường nét và kiểu may như thế nào tạo cho chúng ta cảm giác tròn đầy và thấp xuống. Thì các em có thể thấy được, khi mà chúng ta muốn thon gọn lên thì đường nét chúng ta sẽ chọn là dọc theo thân áo. Còn kiểu may sẽ là vừa sát cơ thể và thẳng suông. Còn đối với khi mà chúng ta muốn tạo cảm giác tròn đầy và thấp xuống thì các em sẽ chọn những đường nét như là ngang thân áo, kiểu may là rộng, rút nhúng, xếp ly, co bèo dúng. Thì đối với trang phục bạn nữ thì các em sẽ bắt gặp được nhiều nhất về rút nhúng, xếp ly, co bèo nhúng. Còn đối với trang phục của bạn nam thì các em sẽ ít thấy những kiểu trang phục có xếp ly hoặc rút nhúng và bèo nhúng như thế này. Thì các em lưu ý ha, khi mà chúng ta mặc những trang phục rộng thì sẽ cho chúng ta cảm giác như chúng ta tròn hơn so với những khi mà chúng ta mặc những trang phục ôm sát cơ thể như hình mà cô vừa nêu. Thì sau đây các em cũng có thể quan sát trên hình và thấy được việc mà chúng ta lựa chọn kiểu may không phù hợp cũng sẽ làm lộ lên khuyết điểm của cơ thể của chúng ta. Các màu sắc và hoa văn cũng như kiểu may của vải sẽ tạo cho cảm giác người mặc thon gọn lên, cao lên, hoặc ngược lại sẽ làm cho người mặc có cảm giác tròn đầy hoặc thấp xuống. Thì như các em có thể nhìn trên hình và cũng thấy được. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập để củng cố lại kiến thức vừa rồi mà chúng ta đã học ở phần trên. Đến với câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập, đó chính là: em hãy chỉ ra những vật dụng nào là trang phục trong vựng vật dụng dưới đây và nêu vai trò của từng loại trang phục đó. Đầu tiên là khăn quàng đỏ, thứ hai là ba lô, thứ ba là máy tính, thứ tư là cà vạt, thứ năm là điện thoại. Thì như các em có thể thấy được thì hai vật dụng không phải là trang phục đó chính là máy tính và điện thoại. Thì đến vai trò của từng loại công dụng thì như hình đầu tiên đó là khăn quàng đỏ, thì các em có thể thấy được trang phục này sẽ đi liền với các em trong suốt quá trình mà các em ngồi trên ghế nhà trường. Khi mà các em ngồi trên ghế nhà trường cấp 2 thì khi mà các em đeo chiếc khăn quàng đỏ này sẽ thể hiện một điều, đó chính là các em đang là đội viên. Còn khi mà chúng ta vào môi trường cấp 3 thì sẽ thể hiện chúng ta đang là đoàn viên. Còn đối với chiếc ba lô ở hình ảnh thứ hai thì tương đối dễ ha. Vai trò của chiếc ba lô này giúp chúng ta trong quá trình mà chúng ta đựng những dụng cụ học tập hoặc đựng những đồ vật cần thiết của chúng ta khi mà chúng ta đi học thêm hoặc khi mà chúng ta đi chơi với bạn bè. Còn vật dụng cuối cùng đó chính là chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt này sẽ sử dụng, thông thường sẽ sử dụng cho trang phục nam là nhiều nhất, thể hiện sự thanh lịch và tao nhã. Và ngoài ra còn sử dụng trong môi trường công sở là nhiều nhất, hoặc môi trường đi làm nói chung. Đến với câu hỏi thứ hai, thì em hãy giải thích vì sao những bộ trang phục dưới đây không nên mặc đi học. Thì như các em có thể thấy được thì những bộ trang phục dưới đây sẽ phù hợp cho chúng ta khi mà chúng ta đi chơi hoặc khi mà chúng ta đi dã ngoại hơn so với việc chúng ta đi học. Vì khi chúng ta đi học thì chúng ta phải bắt buộc
tuân theo quy định của nhà trường là chúng ta phải mặc những bộ đồng phục học sinh để thể hiện sự đúng nội quy của nhà trường và tạo nên sự đồng bộ cũng như nhất quán trong nhà trường để dễ quản lý hơn. Đến với câu hỏi thứ ba, là mỗi loại trang phục dưới đây phù hợp để sử dụng trong hoàn cảnh nào? Thì các em có thể thấy được đối với hình A, đây là trang phục bảo hộ lao động, sẽ sử dụng khi mà chúng ta làm những công việc nguy hiểm, cần phải có đồ bảo hộ thì các em sẽ sử dụng trang phục này. Còn hình B, đây là một trang phục tương đối thông dụng, các em có thể sử dụng trong những hoàn cảnh như là đi chơi với bạn bè, đi ăn uống với bạn bè, hoặc đi dạo phố, hoặc đi xem phim, v.v. Còn đối với hình C, đây là một trang phục khi mà các em nhìn tới thì các em cũng thấy là trang phục thể thao, mang tính chất vận động thoải mái. Còn trang phục cuối cùng, đây là trang phục dành cho môi trường công sở, hay nói cách khác là dành cho môi trường đi làm nói chung, thể hiện sự thanh lịch và tao nhã trong bộ trang phục này. Trong câu hỏi vận dụng này thì các em chỉ cần ghi vào tập của mình là được, không cần nộp lại cho cô. Thì câu hỏi vận dụng như sau. Các em hãy kể tên những vật dụng trong bộ đồng phục lên lớp và đồng phục thể dục của trường em. Thì đối với câu hỏi này thì những bạn đã mua đồng phục rồi thì các em có thể trả lời được. Hoặc những bạn nào có anh chị đã học trường mình thì cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Ngoài các em làm câu hỏi này ra thì các em nhớ ghi bài đầy đủ cho cô vào trong tập của mình. Cô cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.